tốt hơn so với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt đầu. Đá phạt góc, chúng ta cùng xem lại. Đó là một pha đánh ngực thành bàn thắng của Đào Văn Nam, đúng hơn. Không phải, đó là pha mà vào đánh ngầu rất căng của Đào Văn Nam sau pha đá phạt của Ngô Xuân Toàn. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh đầu không được. Thêm một pha dứt điểm nữa vẫn không được. Đánh đầu. Đây là Đào Văn Nam, nhưng rất tiếc bàn thắng đã không được công nhận. Hai cầu thủ chơi trên hàng công của câu lạc bộ rất nguy hiểm. Chú Văn Kiên được chuyền ra không được của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng rất may cho đội khách là các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh, họ đã không thể ghi được bàn thắng ở trong tình huống này. Đó là pha băng lên dứt điểm từ tuyến hai không thành công của Võ Ngọc Tỉnh. Đây là Giang Trần Quách Tân, không phải, đó là Xuân Hùng. Thôi, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng ở vị trí thứ 10, rất nguy hiểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh một cách nhanh nhất và gần nhất. Quá hay, Lâm Thi Phong, vẫn là Lâm Thi Phong ở trong khu vực 16-50 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có một phút nước, có lẽ là của Bruno, nhưng bóng đã chi trách khung thành. Bruno đường chuyền, đó là vũng nước. Hai lần bên phía khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải chịu những tình huống mà bóng đi vào đúng vũng nước và đã gây ra những pha bóng nguy hiểm cho đội khách. Trước đó là tình huống cản phá tốt của hậu vệ Gian Crencio, một đường chuyền của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đến vị trí của Mauricio. Rất nhanh và bằng lên của Văn Đức, một đường chuyền Paulo vào. Tình huống phản công cực kỳ sắc bén của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với việc các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh dâng cao đội hình thì họ phải trả giá nếu như không có những phương án đánh chặn. Quá hay, một đường căng ngang của Văn Đức vừa tầm với đà di chuyển của Paulo. Anh đã có một pha dứt điểm có vẻ như bằng má ngoài chân phải. Và trong tình huống này thì chúng ta thấy thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ đứng nhìn mà thôi. Còn đối với các thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trải qua 5 trận đấu trên sân khách. Lại là Paulo, đây là cơ hội, không vào. Phía khung thành của Thành phố Hồ Chí Minh. Quá đáng tiếc cho tiền đạo người Brazil thi đấu bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Rất nguy hiểm. Đó là pha bạc vào của Lâm Thi Phong. Pha tạt bóng khá hay. Bóng đã sượt qua đầu của Bruno và đến vị trí của Lâm Thi Phong. Nhưng pha đánh đầu của Lâm Thi Phong lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Quang Tuấn. Đó là pha dứt điểm rất nguy hiểm. Như vậy là đã có tình huống phạm lỗi của tiền đạo bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha tạt bóng bằng chân trái của Ngô Tùng Quốc vào phía trong dành cho Bruno, bắt vô lề và đã hạ gục thủ môn Quang Tuấn. Nhưng trước đó thì Mauricio đã phạm lỗi đối với trung vệ Đào Văn Nam và họ đã có bàn thắng từ một pha phản công. Người ghi bàn đó là Paulo sau một đường căng ngang rất nguy hiểm, không vào. Vẫn hoàn toàn dứt điểm rồi, vẫn không vào. Đó là câu trả lời của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh ở ngay đầu hiệp hai. Từ một quả đá phạt góc, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra sóng gió trước khung thành của thủ môn Quang Tuấn. Người dứt điểm trước đó là Lâm Thi Phong phải mất hai nhịp.
thì thủ môn Quang Tuấn mới đẩy được trái bóng ra, nhưng bóng đến vị trí của cầu thủ Công Thành vượt tung vào sân, nhưng anh dứt điểm đã không thành công. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa được pha vào bóng rất quyết liệt, đó là Văn Long đối với Văn Đức. Có một tấm thẻ đỏ. Có một pha vào bóng từ phía sau rất nguy hiểm. Rất may là cái chân trụ Lâm Thi Phong đánh đầu không vào, bóng đi trên cột dọc. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, một pha đánh đầu ngược ra phía sau của Đào Quốc Gia nhưng không thành công. Khá nhịp nhàng, dứt điểm không được, đó là pha dứt điểm không phải là cái chân thuận của Bùi Văn Đức. Đánh đầu vẫn không vào, sóng gió đã qua đi trước khung thành của Hồng Linh Hà Tĩnh. Sự tiếc nuối của huấn luyện viên Trần Minh Chiến trong pha bóng vừa rồi. Người vừa có pha dứt điểm cuối cùng đó là cầu thủ được tung vào sân ở trong hiệp 2, Nguyễn Công Thành. Tình huống đánh đầu vừa rồi là của Võ Ngọc Tỉnh. Bóng đã qua một dừng chân bên phía hàng phòng ngự của Hồng Linh Hà Tĩnh. Nhưng rất tiếc trong pha bóng vừa rồi thì Công Thành đứng cuối bảng xếp hạng. Đó là Nam Định, mình ở Sài Gòn. Bao Đô, pha đi bóng táo bạo của Bao Đô. Đây là Văn Đức, dứt điểm không được. Nhưng pha dứt điểm của Văn Đức đã không thể vượt qua được Ngô Tùng Quốc. Vẫn là Ngô Tùng Quốc, đi bóng hay, rất nguy hiểm, vẫn không vào. Như vậy là trọng tài đã thổi phạt đối với Hoàng Vũ Giang Sơn. Anh đã phạm lỗi đối với, theo lại pha đi bóng rất hay của Ngô Tùng Quốc vào tình huống căng ngang. Bóng đập chân trung vệ Gian Crencio và đập đúng cột dọc. Không thổi phạt, dứt điểm, bóng đi vào xa. Đó là pha dứt điểm của Ngô Hoàng Thịnh. Ngay lập tức Ngô Hoàng Thịnh có mặt để tung ra một pha dứt điểm bằng cái chân trái. Bóng đi sát xa ngang. Võ Ngọc Tỉnh đánh đầu. Hai cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh đã tranh nhau, đó là Công Thành và Hoàng Vũ Giang Sơn. Đây là cơ hội, dứt điểm vào. Đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số của Ngô Tùng Quốc ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Thời gian còn quá ít, bây giờ đã bước sang phút bù giờ thứ 6 rồi. Một pha nhả bóng ra rất hợp lý của Nguyễn Công Thành cho Ngô Tùng Quốc. Có tình huống sửa lòng và góc xa hạ gục một Quang Tuấn bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Liệu có thời gian cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh nữa không? Hết rồi, bàn thắng đến rất muộn.